Không cắn hả? Không phải. Cho nó đốt cháy đi. Thay rõ không anh? Ừ. Cho nó cháy đi không sao đâu. Rồi ok. Có cái mà cứu được đó. Ô thấy nhiều anh. Rồi cầm cầm. Cầm quay lên. Để bắt cho này. Ừ, mày cháy. Thôi anh chưa hết rồi. Anh đâm quay đây. Rồi bây giờ này là anh tạm luôn ấy. Đây là con đoạn thời điểm bắt được nó rồi. Xong rồi. Mà con mày nhờ lại mày thì ngắt. Thịt đạp đa cũng bọc thêm lại là dấu. Đấy, đấy, đấy. Nó quấy. Chú, ở đây thôi rồi đó. Chú anh. Đây 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 đây. Anh nãy giờ không được anh. Lên lên lên. Thế em gai cái cái. Này nè. Rồi, đặt xuống. Móc lên, móc lên. Mắc cái cây gì, mắc cái dây. Móc vô. Mấy cái dây. Cầm tay luôn. Cầm chọc như hồi nãy ấy. Rồi, móc lên. Đó. Bỏ nó kia. Má còn nhiều quá này. Hô con. Bà thằng thằng hô tiếp đi, hồi tao hô rồi. Cái bòi. Không cắn gì không. Thấy chưa? Thôi rồi. Đúng. Mà còn quá cho anh. Mà quay cho rõ đi. Mày có quay không vậy? Quay anh. Này con khoan anh. Này con đi nhiều nữa rồi. Nè. Anh qua cho anh. Bà thằng thằng bắt đi. Thằng giúp thấy. Thằng vừa hô đi thắng. Khiêm cho. Mà khiêm cho hốt anh. Không dập đi. Thôi dập đi về đi. À. Thôi đi về luôn anh à. Con nó đang say á. Rồi hốt ít đi thắng. Bên đâu, đẹp. Ờ, sao đẹp không? Bên đó. Bên sao, bấm đi tôi hốt đi.